chào anh em. Ngày hôm trước thì có anh em hỏi tôi rằng là có điều khiển từ xa và điều khiển bằng cơ kết hợp với nhau không, dành cho con máy tời mặt đất, dành cho tời 360 độ của anh em xây dựng. Thì hôm nay thì tôi có cái bộ này đây để tôi lắp vào cho anh em cùng xem nhá. Chúng ta sẽ lắp cái cụm điều khiển từ xa này vào nhá. Và có cả cái điều khiển bằng dây luôn. Vừa khay. Và chúng ta sẽ bắt cái con vít này vào đây. À, tụ chúng ta sẽ đấu vào đây nhé. Và đây là cái dây mà chúng ta đấu vào động cơ nhé. Cái dây nào là dây chung thì chúng ta sẽ đấu ở giữa anh em nhé. Dây chung, chúng ta sẽ tìm dây chung ở đây. Dây chung là dây mà nó sẽ có nhiều dây nhất đây. 4 dây này. 4 dây này là dây to nhất, là dây chung này. Chúng ta đấu vào giữa này. Còn hai dây còn lại thì chúng ta sẽ đấu sang hai bên nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nắp chúng nó lại với nhau. Còn dây mát chúng ta sẽ đấu vào đây. Dây tiếp đất thì chúng ta sẽ đấu vào đây. Đây, dây tiếp đất đấu vào đây nhé. Sau đó chúng ta sẽ xếp lại cái dây này cho nó hợp lý hơn. Thì bên trong nó sẽ có một cái để xếp dây đây, vặn ốc ở đây. Có thể cái bộ điều khiển này thì cái ốc nó có sẽ hơi lệch một chút, nhưng mà cũng tùy thôi. Nếu như không cần thiết, không chúng ta không nắp vừa thì chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta sử dụng một con thôi cũng được nhé. Chúng ta vặn vừa phải thôi nhá, bởi vì đây là cái khay nhựa. Nếu mà chúng ta vặn quá chặt thì chắc quá thì nó sẽ bị vỡ nhựa nha anh em nhé. Chúng ta sẽ có bơm con ốc và chúng ta vặn nốt vào con một con ốc ở đâu đây, ở đây. Đây con ốc đây. Đây là cái bộ cũ của động cơ đây anh em nhé. Chúng ta sẽ cất sang một bên. Hiện tại thì điều khiển bằng cơm thì ok rồi là. À, tuột dây rồi là. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái điều khiển từ xa này nó có pin chưa. Được, có pin, chúng ta phải lắp pin vào. Rồi, ấn start.
Đó. Vừa rồi thì tôi đã lắp đặt xong cái bộ điều khiển, có thể là điều khiển từ xa và cũng có thể là điều khiển bằng dây luôn cho anh em. Anh em thấy có tuyệt vời không? Chúng ta làm thế nào chúng ta cũng có thể điều khiển được. Mất điều khiển, có điều khiển này luôn. Hỏng điều khiển này thì có điều khiển này anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.